đối tác nào anh? Một, hai, ba. Anh xem. Bắt đầu. Cô này ý của ông là bao tiền? Bằng lít. Bằng lít thì cũng được đấy mà. Tôi khả năng không được tiền. Chào cả một can nữa. Cô cố đi. Tôi tụi anh chụp. Là sao? Nhân luôn nha anh ạ. Bảo hành trọn đời đấy. Cố đi bảo hành trọn đời đấy. Ý mẹ không nào? Được giá là nhất. Được giá như người có tiền. Chả ra được bao nhiêu, chả có cho em cả bóp nhá. Được, chẳng chết cả bao phần trăm. Cứ quay cái cụ thể ở đây phát để tối nhà về để xem lại thử nghiệm. Quay cái cụ thể. Vân veo quay hết.